thưa đại chúng chúng ta là đệ tử phật giữa đời này chúng ta cũng quán tưởng mình giống như một bông hoa sen ấy Nghe không? cái quán tưởng về hoa sen rất là tốt thưa đại chúng ngay khi tâm hồn mình mà nó đang phiền não á đang nóng bức á chúng ta quán tưởng một bông hoa sen tự nhiên tâm mình nó cũng dịu đi Nghe không? Đấy, tâm mình nó cũng dịu mát đi nó sẽ trong sạch đấy quán tưởng về một cái hồ sen một cái đầm sen tự nhiên tâm hồn mình nó cũng thanh lương mát mẻ rất là quý thưa đại chúng cho nên hoa sen nó quý nó gắn liền với phật pháp là thế chúng ta có hẳn một bộ kinh nói về hoa sen đó là kinh diệu pháp liên hoa nè, diệu pháp liên hoa diệu pháp liên hoa tức là hoa sen diệu pháp Đấy, và cái diệu pháp của hoa sen là gì là nó biến từ bùn hôi mà trở thành một cái gì tinh khiết nhất cho đời. Đấy. Thế thì chúng ta là người đệ tử học Phật và tu Phật cũng thế, sống trong cuộc đời này đầy ô trược, gọi là bùn hôi, thì qua chúng ta rồi, chúng ta phải chắt lọc được cái gì đấy là cái tinh khiết nhất, cái thanh lương nhất để chúng ta dâng cho đời. Ngào, chúng ta phải thế. Đấy. Một cái nào đến với Phật tử chúng ta thì chúng ta đều tỏa hương hết đấy đấy mới được chúng ta bị người ta mắng người ta chửi rồi mình vẫn tỏa hương à, bị người ta vùi dập rồi mình vẫn tỏa hương à, thế mới là đúng là diệu pháp đấy cho cái chữ diệu pháp là ở chỗ này đấy cây hoa sen nó rất là diệu pháp vào nước đục gì mà qua ngó sen rồi vào trong đều được chắt thành những cái tinh chất rất là là tinh khiết để mà nuôi hoa sen để mà tỏa hương làm sao nó lại chắt được trong cái bùn hôi ra những cái mùi thơm đặc biệt thế mà ai người cũng thấy dễ chịu. Đấy, thế thì chúng ta cũng phải chắt những cái phiền não trong cuộc đời của chúng ta này này, nó đến với mình, mình tiếp nhận đi và mình chuyển hóa nó bằng những phiền não bùn hôi này ta chuyển hóa trở thành cái gì đấy tinh khiết, cao quý, tỏa hương, đấy, tỏa hương thưa đại chúng. Đấy là giá trị của diệu pháp của hoa sen đấy. thì cái này học từ hoa sen phật tử chúng ta phải thực tập nhé thực tập ngay trong nhà mình với chồng mình với con mình với anh chị em mình trong đạo tràng của mình nghe không? nó là sự thực tập đấy thưa đại chúng và chùa chúng ta đầu năm vừa rồi, rồi cũng được thực tập rồi đó trải nghiệm <laughs> được bát phong nó đến rồi nghe không? thế mà chúng ta bây giờ vẫn tỏa hương có tỏa hương không các phật tử Ừ. Ừ. vẫn đem những cái gì đấy tốt đẹp nhất cho đời. Mặc dù sóng phiền não dồn dập đến, à, gió phiền não đến nhưng chúng ta vẫn tiêu hóa được và chúng ta vẫn chuyển hóa vẫn đem đến cái gì đấy cao quý cho cuộc đời. À, và thầy vẫn tin chắc chắn rằng hoa sen cũng thế, cái sức sống của nó rất mãnh liệt thì chúng ta cũng thế. Chúng ta tin được diệu pháp tin được chư Phật và, và tin mình có Phật ở trong này. Chúng ta có đủ sức để chuyển hóa những cái phiền não ấy. Và, những phiền não ấy đến gì thì gì, chúng ta vẫn còn cảm ơn nhờ nó để chúng ta có thêm sức mạnh để mà chuyển hóa.